nên quán danh sắc, duyên lục xứ như hư không vô tận, để phát sanh bát nhã ba la mật đa, nên quán đục xứ duyên xúc như hư không vô tận, để phát sanh bát nhã ba la mật đa, nên quán xúc duyên thọ như hư không vô tận, để phát sanh bát nhã ba la mật đa, nên quán thọ duyên ái như hư không vô tận, để phát sanh bát nhã ba la mật đa, nên quán ái duyên thủ như hư không vô tận, để phát sanh bát nhã ba la mật đa, nên quán thủ duyên hữu như hư không vô tận, để phát sanh bát nhã ba la mật đa, nên quán hữu duyên sanh như hư không vô tận, để phát sanh bát nhã ba la mật đa, nên quán sanh duyên lão tử sầu than khổ yêu não như hư không vô tận, để phát sanh bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát phát sanh bát nhã ba la mật đa như vậy. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát quan sát 12 duyên khởi xa lìa nhị biên, đó là diệu quán bất cộng của chúng đại Bồ Tát ấy. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát ngồi tỏa kim cương dưới cội Bồ Đề, như thật quán sát 12 duyên khởi, giống như hư không, không cùng tận nên liền chứng đắc trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết nếu đại Bồ Tát lấy hành tướng như hư không vô tận mà hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, như thật quán sát 12 duyên khởi, thì vị ấy không rơi vào địa vị thanh văn độc giác và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết, thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nếu bị thối chuyển, đều là do không nương vào tác ý phương tiện thiện xảo để phát sanh bát nhã ba la mật đa, do đó nên không hiểu rõ đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa như thế nào để lấy hành tướng như hư không vô tận, mà như thật quán sát 12 duyên khởi để phát sanh bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, thiện nam tử vân vân trụ vào Bồ Tát thừa đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nếu có ai thối chuyển là đều do xa lìa phương tiện thiện xảo để phát sanh bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, nếu đại Bồ Tát đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà không bị thối chuyển là do tất cả đều nương vào phương tiện thiện xảo để phát sanh bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát ấy nhờ vào phương tiện thiện xảo này mà tu hành bát nhã ba la mật đa, lấy hành tướng như hư không vô tận để phát sanh bát nhã ba la mật đa, như thật quán sát 12 duyên khởi. Nhờ nhân duyên này, đại Bồ Tát ấy mau viên mãn bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát khi quan sát pháp duyên khởi như vậy, không thấy có pháp nào sanh ra mà không có nhân, không thấy có pháp diệt mà không có nhân. Không thấy có pháp nào có tánh tướng thường trụ, không sanh không diệt. Không thấy pháp nào có ngã hữu tình, nói rộng cho đến người biết người thấy. Không thấy có pháp nào là thường hay vô thường, là vui hay khổ, ngã hay vô ngã, tịnh hay bất tịnh, tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, viễn ly hay không viễn ly. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát luôn quan sát duyên khởi như vậy để tu hành bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện nên biết, có lúc đại Bồ Tát như thật quan sát pháp môn duyên khởi để tu hành bát nhã ba la mật đa, khi ấy đại Bồ Tát không thấy sắc uẩn cho đến thức uẩn, là thường hay vô thường, là vui hay khổ, ngã hay vô ngã, tịnh hay bất tịnh, tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, viễn ly hay không viễn ly, nói rộng cho đến không thấy trí nhất thiết trí là thường hay vô thường, là vui hay khổ, ngã hay vô ngã, tịnh hay bất tịnh, tịch tĩnh hay không tịch tĩnh, viễn ly hay không viễn ly. Thiện hiện nên biết, có lúc đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, khi ấy mặc dù đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa, nhưng không thấy có sự hành bát nhã ba la mật đa, cũng lại không thấy có pháp có thể thấy sự hành bát nhã ba la mật đa, cũng không thấy có sự không thấy như vậy. Mặc dù hành tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa, nhưng không thấy có sự hành tịnh lự cho đến bố thí ba la mật đa, cũng không thấy có pháp có thể thấy sự hành tịnh lự cho đến bố thí ba la mật đa, cũng không thấy có sự không thấy như vậy. Nói rộng cho đến, mặc dù tu trí nhất thiết trí, nhưng không thấy có việc tu trí nhất thiết trí, cũng không thấy có pháp có thể thấy việc tu trí nhất thiết trí, cũng không thấy có sự không thấy như vậy. Thiện hiện nên biết, đối với tất cả pháp, các đại Bồ Tát